Vâng, xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Thế Giới Gỗ Quý. Trong video hôm nay thì đây là một bộ sản phẩm Âu Á Cuốn Thư với chất liệu là gỗ gõ đỏ. Thì với cái bộ sản phẩm hiện đại và dễ lau chùi như thế này thì các bác có thể để kê ở trong những không gian phòng khách từ 20 cho tới 25m². Đối với bộ sản phẩm này thì em đang kèm kê ở đây là kèm theo một con kệ tivi, đó là kệ tivi cột nho. Với bộ sản phẩm này thì em làm là hàng 6 món các bác nhé. Làm hàng 6 món bao gồm là có một đoạn dài là 2m rưỡi. Đoạn dài là 2m rưỡi và cái mẫu Âu Á này thì nó là một mẫu hiện đại và hơn nữa là nó có thể kê được những không gian phòng khách nhỏ, vừa và nhỏ, tầm khoảng độ 20 đến 25m², nhà chung cư hoặc nhà ống là các bác lựa chọn cho em bộ như thế này. Đấy, dáng rất là đơn giản thôi, chỉ có cái trên phần trương là cuốn thư và ở dưới vách lưng là em có đục tứ quý, tức là bốn bức tranh bốn mùa xuân hạ thu đông, cả bốn mùa đều phát tài phát lộc. Gỗ gõ thì là một chất liệu gỗ mà được các bác khách hàng ở trong miền Nam ưa chuộng và lựa chọn rất là nhiều. Ngoài ra thì các bác miền Bắc cũng rất là thích gỗ gõ. Bởi vì là cái gỗ gõ thì cái tính chất của gỗ thì cái màu nó sẽ rất là sáng. Cái màu của gỗ gõ nó sẽ rất là sáng, nó không như hương đá. Nhưng mà hương đá nó nhiều vân hơn gõ, gõ nó sẽ ít vân hơn hương đá. Nhưng mà ở đây là các bác thấy là gỗ gõ nhà em toàn bộ là nhập đều là loại 1, cho nên là những cái tấm gỗ nào đẹp nhất, nhiều vân nhất là đa phần là em sẽ nhập về hết. Đấy, đây là vách lưng, là vách đục tứ quý các bác nhé. Mua bộ sản phẩm vừa có bộ bàn ghế sử dụng lại vừa có cái bức tranh để trang trí trong không gian phòng khách rất là tuyệt vời. Và ngoài chiếc đoạn dài thì hai chiếc ghế đơn cũng rất là quan trọng. Hai chiếc ghế đơn này thì em làm với kích thước chiều ngang là 98, chiều ngang 98. Và hai chiếc ghế đơn này thì về kích thước này, về những cái đường nét đục chạm thì nó giống hệt nhau. Mỗi vách thì nó là một cây khác nhau thôi, còn đâu là về đường kích thước là giống hệt nhau. Đấy, gỗ gõ rất là đẹp. Gỗ gõ thì là các bác có thể chơi ở những không gian thoáng thì nhìn màu sắc nó cực kỳ là sáng. Đấy, khuôn tranh của bộ sản phẩm này thì em làm khuôn tranh dày là 3 phân, ván là 1 phân rưỡi. Khuôn tranh 3, ván 1 phân rưỡi các bác nhé. Với cái mức đầu tư nó rất là hợp lý, bộ sản phẩm này, tay hộp. Và kèm theo ở đây là một con kệ tivi. Kệ tivi này là kệ tivi dài 2m4 và mẫu là mẫu cột nho. Đấy, kệ tivi này cũng là chất liệu gỗ gõ luôn, rất là đẹp. Bác nào mà không gian phòng khách cứ từ tầm 20 đến 25m² thì các bác kê cho em một combo như thế này, cực kỳ là tuyệt vời, kèm theo cả kính luôn đây rồi ạ. Và ngoài ra thì có thêm, đó là chi tiết thêm, đó là một chiếc bàn lớn và hai chiếc đôn. Đấy, bàn thì em để trơn, vách tựa lưng thì đục tứ quý, còn bàn thì để trơn, mặt bàn để trơn như này, mặt đôn cũng để trơn. Đấy, mặt đôn cũng để trơn. Đôn thì có đôn kẹp bàn và một chiếc đôn con. Chiếc đôn con này kích thước 40x40. Đấy, 40x40 này. Tổng thể cái bộ sản phẩm này thì đối với bộ bàn ghế thì sẽ là 24.800, còn chiếc kệ tivi là sẽ là 10.800. Combo rất là hợp lý về kể cả về mức đầu tư và cũng như là kể cả về diện tích vừa và nhỏ. Các bác nào mà quan tâm đến combo này thì nhà mình có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em đã có ghi ở phía dưới góc bên trái màn hình. Cảm ơn các bác đã theo dõi tới cuối video. Kính chúc các bác có một sức khỏe và gia đình thật là ấm áp. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong những video lần sau.